Rất vui được gặp lại quý vị các bạn trong chương trình Tâm Tài Nghệ An, chương trình do Quỹ Tâm Tài Nghệ An phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An thực hiện. Và chương trình được phát sóng vào 22 giờ thứ ba tuần thứ nhất và 21 giờ thứ ba tuần thứ ba. Và vị khách mời cùng tham gia với chương trình ngày hôm nay xin được giới thiệu ông Trần Văn Tuấn, hiệu trưởng trường Trung cấp Kỹ thuật Công nông Yên Thành. Xin được cảm ơn đã đến cùng tham gia với chương trình. Và vừa qua thì trường Trung cấp Kỹ thuật Công nông Yên Thành được Quỹ Tâm Tài Nghệ An vinh danh và tặng thưởng vì đã có thành tích tốt trong công tác đào tạo, góp phần giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. Và ông có thể chia sẻ với quý khán giả về sự ghi nhận này của Quỹ Tâm Tài đối với trường Trung cấp Kỹ thuật Công nông Yên Thành. Trường Trung cấp Nghề Kỹ thuật Công nông nghiệp huyện Yên Thành mới thành lập chưa được lâu, nhưng chúng tôi đã được ghi nhận từ các cấp lãnh đạo huyện, tỉnh và các ngành chức năng trong cái quản lý đào tạo nghề. Đặc biệt trong công tác đào tạo, cứ mỗi năm bình quân chúng tôi đào tạo 1.200 lao động, trong đó đào tạo dài hạn 600 lao động, đào tạo ngắn hạn 700 lao động, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Chúng tôi luôn luôn chú trọng vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động sau đào tạo, cố gắng tập trung đào tạo những nghề ngành nghề phù hợp với kinh tế phát triển của địa phương để làm sao đảm bảo cho người lao động có thêm thu nhập và tạo công ăn việc làm lâu dài và bền vững. Ngoài ra, trong công tác đào tạo, chúng tôi chú trọng đến nâng cao chất lượng đội ngũ. Đặc biệt trong cơ sở chúng tôi có đội ngũ giáo viên lành nghề đã tốt nghiệp các trường đại học có tay nghề cao, đã qua các công trường xây dựng để trở lại làm người giáo viên dạy nghề, đảm bảo đúng chất lượng và có hiệu quả. Bên cạnh đó, chúng tôi thường xuyên nâng cao chất lượng đào tạo bằng hình thức mở rộng cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc, đảm bảo cho học nghề và hành nghề được tốt. Như chia sẻ của thầy thì mặc dù trường thành lập chưa được bao lâu nhưng mà cái thành tích và cái chất lượng đào tạo của trường thì đã được thể hiện bằng cái thực tiễn là học sinh sau khi ra trường đã xin được việc làm theo đúng cái ngành nghề được đào tạo. Vậy thì trong đào tạo nhà trường đã tập trung vào cái vấn đề gì để có được cái kết quả đó? Trong các khâu đột phá để nâng cao chất lượng đào tạo nghề, chúng tôi thực hiện theo 4 bước mà chúng tôi cho là rất quan trọng. Đó, việc thứ nhất, chúng tôi bắt đầu tăng cường cơ sở giáo viên để đảm bảo chất lượng dạy nghề, những kỹ sư giỏi, những công nhân lành nghề bậc cao, chúng tôi được chiêu ngủ về trường để mà cùng đào tạo. Cái thứ hai nữa là chúng tôi tăng cường cơ sở vật chất, ngoài những cái sự hỗ trợ của các nhà nước đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị dạy nghề, chúng tôi còn sử dụng kinh phí hợp pháp để mà tăng cường cái cơ sở vật chất, nâng cao cái chất lượng đội ngũ. Cái thứ ba mà chúng tôi nâng cao đó là học kết hợp với hành, vừa học ở tại trong xưởng trường, chúng tôi kết hợp thực tập ở các xưởng, các cơ sở sản xuất kinh doanh để mà tạo điều kiện cho học sinh làm quen với nghề đào tạo. Và một cái nữa mà chúng tôi thấy rất quan trọng đó là nâng cao chất lượng dạy nghề, nó không thể đến con người mà chúng tiếp thu kiến thức, đó là chúng tôi tăng cường giáo dục cái ý thức công nghiệp cho học sinh khi ra trường làm việc. Đây là vấn đề yếu tố rất quan trọng để mà thực hiện cái nhiệm vụ dạy nghề và cái chất lượng của học sinh ra nghề được tốt hơn. Là một người gắn bó, có thể nói là gắn bó với cái công tác đào tạo nghề cho các em, thì theo ông trong cái thời điểm hiện nay thì cái khó và cái dễ trong cái đào tạo nghề là như thế nào? Việc khó hiện nay các trường nghề trong tỉnh Nghệ An và cả nước đều gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong công tác tuyển sinh dạy nghề. Đấy là một yếu tố mà chúng tôi cho là rất then chốt, bởi vì hiện nay các trường nghề rất vắng bóng học sinh học nghề. Nó có nhiều nguyên nhân. Đó, nguyên nhân thứ nhất là nhà nước chưa dành nhiều cái kinh phí để tập trung đầu tư phát triển các cơ sở dạy nghề. Bởi vì học nghề, hành nghề nó phải có cơ sở vật chất, đặc biệt là trang thiết bị máy móc để mà học sinh thực hành nghề. Cái thứ hai nữa là cái chất lượng của giáo viên ở các trường nghề còn yếu. Một cái vấn đề rất quan trọng, tại sao học sinh và người lao động không ham hướng về trường nghề? Đó là cái tâm lý của người lao động chưa muốn đến đi sâu vào công tác dạy nghề. Một cái dễ của dạy nghề mà bây giờ đó là xu thế hiện tại, trong lúc đất nước rất phát triển, càng ngày càng phát triển, nhất là các ngành công nghiệp thiếu giáo viên, thiếu học sinh tốt nghiệp các trường nghề rất nhiều, nhu cầu lao động rất lớn, cho nên cái vấn đề dạy nghề vào xu thế này thì học sinh nếu tham gia vào học nghề thì chắc chắn sẽ có việc làm lâu dài và bền vững. Như đó vậy là có thể nói là cái xu hướng đào tạo nghề trong tương lai thì nó có thể sẽ là phát triển. Tôi nghĩ rằng xu hướng đào tạo nghề trong tương lai càng ngày phải càng phát triển, bởi vì một đất nước phát triển không thể thiếu được các cái công nhân lành nghề. Mà muốn có công nhân lành nghề thì phải có các trường nghề, thì chính các trường nghề là đào tạo ra các công nhân lành nghề để góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên có một cái thực tế hiện nay là có nhiều gia đình bằng mọi giá phải cho con em của mình
đi học đại học, trong khi khả năng học tập của con em họ nhiều lúc là rất là có hạn. Điều đó đã khiến cho không ít những cái gia đình lâm vào những cái hoàn cảnh hết sức là khó khăn khi con trong quá trình nuôi và hỗ trợ cho con học đại học, hoặc là mất một khoản chi phí mà các em thi không đỗ, rồi là nếu mà đỗ thì cũng học rất là chật vật trong quá trình học, cũng là tìm được việc làm sau khi ra trường. Ông có cái lời khuyên như thế nào để cho các cái trường hợp này, để họ tránh được những tổn thất về kinh tế cũng như là có được cái sự phát triển, một cái định hướng phát triển tốt cho chính bản thân họ trong tương lai? Nhiều người dân nghĩ rằng là vào các trường nghề học nghề ra không có việc làm. Nhiều dân nghĩ là như thế. Nhưng chúng tôi lại nghĩ hoàn toàn khác. Hiện nay tất cả các cơ sở dạy nghề, đặc biệt như cơ sở nghề dạy nghề chúng tôi, thì luôn luôn có các đơn đặt hàng của các doanh nghiệp nhà ở trên toàn quốc. Nhưng hàng năm chúng tôi chưa cung cấp đủ cái số lượng cái lao động cho các cái doanh nghiệp đó. Con em địa phương chúng ta nghĩ rằng là ái ngại, không muốn nghĩ là học nghề là vấn đề nghề thấp kém, hay là nghĩ là vào học trường nghề thì sẽ không có việc làm. Nhưng tôi chỉ có lời khuyên rằng là con đường phát triển và con đường đi lên của một con người không phải là chỉ có vào đại học, mà ở trường nghề nếu có phát triển tốt thì cũng có thể và phát là sẽ thành công. Cho nên tôi nghĩ rằng con em các gia đình nên không vào được đại học lớn thì cũng nên cho các em vào trường nghề. Ở đó, một là sẽ được tiết kiệm chi phí, bởi vì hiện nay nhà nước chúng ta đang tập trung đầu tư rồi hỗ trợ cho con em học nghề rất lớn. Cái thứ hai, khi học nghề xong thì con em sẽ có việc làm ngay, có thu nhập ngay và sẵn sàng là tham gia vào lao động sản xuất, góp phần tức là xây dựng quê hương và nhanh hơn, tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho con em khi khi học nghề. Tôi nghĩ rằng đó là con đường đi tốt nhất, bền vững nhất trên trong tương lai mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Chúng ta cũng phải nói thêm rằng là vấn đề mà chúng ta đang trao đổi đây là dành cho những cái đối tượng các em và những cái hoàn cảnh gia đình mà điều kiện để theo đuổi con đường đại học nó khó khăn, có thể là về mặt tài chính hoặc là khó khăn về mặt trí thức, trí tuệ của các em có thể là chưa thực sự đáp ứng được với cái yêu cầu ở một cái môi trường đại học, thì các em có thể lựa chọn một cái phương pháp mà hướng đi phát triển cho tương lai mình tốt hơn, đó là việc vào các cái trường đào tạo nghề, đúng không ạ? Trở lại với cái nội dung mà chúng ta đang trao đổi ban đầu, thì hiện nay là có rất nhiều những cái trường liên kết với các doanh nghiệp để đào tạo theo cái địa chỉ, hoặc là thông qua doanh nghiệp để học sinh được thực hành nhiều hơn với công việc thực tiễn. Về vấn đề này thì ở trường của mình đã được quan tâm như thế nào? Vấn đề học đi kết hợp đi đôi với hành, đó là một cái phương châm ban đầu của chúng tôi phải thực hiện. Chúng tôi thực hiện đào tạo nghề là ở tại trường trường và tại sự các doanh nghiệp. Hàng năm học sinh chúng tôi có tôi dành thời gian 5 đến 6 tháng để cho học sinh thực tập tại nơi sản xuất, tại nơi đi làm thật sự. Cho nên nâng cao được cái chất lượng dạy nghề, trường chúng tôi luôn luôn lấy đó phương châm làm cơ sở thực tiễn để nâng cao chất lượng dạy nghề và đảm bảo cho học sinh đi sau khi ra trường có việc làm ổn định ngay, có thể ngay tại nơi mình vừa thực tập xong. Đó là một cách làm của chúng tôi mà chúng tôi luôn luôn thấy đó là thành công, và tất cả các học sinh chúng tôi trong sau khi ra trường được các doanh nghiệp đón nhận rất hồ hởi. Có thực tế là trong quá trình theo đuổi học thì có nhiều em có những cái hoàn cảnh hết sức là khó khăn. Với những cái trường hợp như thế này thì trường có những cái giải pháp như thế nào để giúp các em trong quá trình học tập và để các em có cái tương lai phát triển? Việc này thì phải nói rằng là các trường nghề, học sinh, đặc biệt là trường nghề chúng tôi. Ngay trường nghề chúng tôi thì có gần một nửa học sinh là con em các gia đình khó khăn. Tất cả nhìn thấy và chúng tôi đã biết được. Vậy thì đến với các trường nghề, đặc biệt đến với trường nghề chúng tôi thì có một cái đặc biệt là những học sinh con nhà nghèo, cận nghèo, con có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn thì chúng tôi miễn giảm học phí. Đặc biệt là con em cực kỳ khó khăn chúng tôi miễn 100% phí cho các em, chứ không để cho các em phải vậy vậy. Về tình cảm thì trong trường chúng tôi luôn luôn dành tình cảm cho những học sinh con em có những cái hoàn cảnh khó khăn, nghèo, cận nghèo. Đặc biệt ở chúng tôi luôn luôn thịnh hành, trong trường chúng tôi hiện nay đang 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 hình thành hai cái quỹ. Tôi muốn nói hai cái quỹ, đó là quỹ thứ nhất là quỹ học bổng Thái Bình Dương. Cái quỹ này là do công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Dương tài trợ. Hàng năm cái quỹ này sẽ được tặng và thưởng trợ cấp cho những em học sinh có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn mà có vươn lên trong học tập. Cái quỹ này tồn tại hàng năm là chúng tôi. Cái quỹ thứ hai đó là quỹ tình thương. Tôi muốn nói đến cái quỹ này, đó là một cái quỹ là xuất phát từ cái tình thương
của các thầy giáo, cô giáo đối với học trò. Trong một lần thì tôi đi nghe cái giáo viên báo cáo lại là có rất nhiều em có hoàn cảnh cực kỳ đáng thương. Thế là chúng tôi ý tưởng hình thành cái quỹ tình thương. Quỹ này thì hoàn toàn của cái tập thể, cho đóng góp của tập thể cán bộ giáo viên chúng tôi để hỗ trợ cho những em có cực hoàn cảnh cực kỳ khó khăn trong những ngày Tết đến xuân về. Chúng tôi dành cho các em những cái tình thương bao la, những cái tình thương rất quý trọng, và quỹ này nó hình thành đã được 3 năm nay, là chúng tôi luôn luôn hình thành quỹ này. Cho nên là khi học sinh học nghèo, con nhà nghèo đến với trường chúng tôi thì luôn luôn chúng tôi đùm bọc, có những cái như một mái ấm gia đình. Đây cũng là một cái điều tôi rất là quan trọng trong cái việc mà vận động nguồn lực xã hội để nâng cao cái chất lượng đào tạo của nhà trường, đúng không ạ? Và cái vấn đề này ông có thể nói rõ hơn về những cái kết quả mà trường của mình đã thực hiện, sâu hơn về cái việc mà chúng ta huy động được cái nguồn lực xã hội để có cái sự hỗ trợ và chia sẻ, vừa hỗ trợ cho nhà trường trong quá trình phát triển, vừa hỗ trợ cho các em học sinh. Nhà nước thì đang khuyến khích xã hội hóa giáo dục, đặc biệt trong những thời gian vừa qua thì cái xã hội hóa giáo dục trong các trường phổ thông, các trường đại học nó là rất lớn. Đặc biệt thì tôi cái vấn đề xã hội hóa giáo dục ở các cái trường nghề thì chưa nhiều, cũng điều rất đáng buồn là cái xã hội. Nhưng ở trường nghề chúng tôi thì vấn đề công tác xã hội hóa giáo dục rất rất có hiệu quả. Có đến bây giờ chúng tôi phát triển ngày hôm nay để mục đích mở rộng công tác đào tạo, xây dựng rồi là phục vụ giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cũng nhờ cái sự xã hội hóa này, mà đặc biệt là công ty cổ phần Thái Bình Dương đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Xin cảm ơn những chia sẻ của ông Trần Văn Tuấn, hiệu trưởng của trường Trung cấp Kỹ thuật Công nông của huyện Yên Thành. Thưa quý vị khán giả, có thể nói rằng là với việc với những cái tình cảm dành cho các em học sinh, với một cái hướng đi hết sức là đúng đắn trong cái xu thế phát triển, và chúng tôi cũng chúc cho trường thầy của thầy trò nhà trường sẽ ngày càng phát triển hơn nữa để trở thành là một cái địa chỉ giúp cho các em học sinh, đặc biệt với những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có được một cái tương lai tốt hơn trong cái việc định hướng nghề nghiệp của mình, cũng như là trên cái bước đường hoạt động phát triển của các em sau này. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.